Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình. Clip ngày hôm nay chúng mình xin lại tiếp tục cập nhật cái việc trao đổi hàng hóa được thông qua cái đồng Bitcoin. Thì ngày hôm nay thì tin thì mình lướt qua cái trang Pi Network Update này, có một cái bài nói về cái việc là trao đổi một cái xe máy được sửa đổi lại bằng hai đồng Pi. Và cái này thì lại là một trang của nước ngoài đưa tin về cái sự kiện này của Việt Nam, trong khi đấy thì mình chưa thấy anh em ở Việt Nam chúng ta khoe cái việc này. Thì cụ thể bài viết như thế này: ai mà có tình yêu đối với cái xe máy Honda thì đây, chỉ với 2 Pi thì bạn có thể mua được một, đổi lấy được một cái chiếc xe Honda mà sử dụng Pi như một cái phương thức gọi là giao dịch ngang hàng. Đấy, mình sử dụng cái thuật ngữ đấy bởi vì mua bán bằng đồng Bitcoin hiện nay thì vẫn chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và không được phép. Bitcoin nói riêng và tiền điện tử nói chung là không được phép nhé các bạn nhé. Và cái giá trị của cái chiếc xe này thì nó rơi vào tầm khoảng 50 triệu Việt Nam đồng. Và kết thúc cái bài viết nó là một cái lời kêu gọi là tiếp tục khai thác với những cái anh em mà đang đào Pi. Và đây là hình ảnh của cái giao dịch ngày trong cái bài viết này. Thì không biết đây là một cái đại lý Honda nào ở trên Việt Nam, nhưng mà nhìn những hình ảnh này với những cái từ ngữ xung quanh đây thì cũng dễ dàng nhận thấy đây là một cái đại lý Honda tại Việt Nam rồi. Đó. Chiếc xe này thì thực sự là mình cũng không rành lắm nó là dòng xe gì, nhưng mà cũng thấy cái việc là hai bên đồng thuận trao nhận Pi. Hình ảnh chắc là đây là hình ảnh chuyển Pi để lấy xe đây. Đó, thì các bạn xem. Thì 2 Pi mà đổi ra nếu quy đổi ra 50 triệu thì tương ứng với lại mỗi một chiếc xe phải hơn mỗi một Pi thì tỷ giá sẽ là khoảng hơn 1.000. 1.000 thì bây giờ là tầm khoảng 23-24 triệu. Đó, thì về 2 Pi 50 thì phải gấp đôi. Đó, phải hơn 1.000. Đó, như vậy là hai bên đã thống nhất đồng thuận cái giá trị của Pi cũng tương đối cao. Các bạn công nhận không? Nếu mà cái thông tin này là chuẩn xác, không mang tính chất câu view, câu like, thì đây là một cái mức đồng thuận tương đối cao. Thì không biết là các anh em đào Pi Network tại Việt Nam có biết được cái thương vụ này hay không, mà có thể xác nhận giúp chúng mình được cái giao dịch này là thật hay không, thì để mọi người có thêm cái niềm tin vào cái giá trị của đồng Pi tại thời điểm bây giờ và cũng như trong tương lai. Rồi thì các bạn vẫn hết sức lưu ý giúp mình một điều là thời gian này việc mua bán trao đổi Pi bằng tiền pháp định Fiat ấy, là không được phép, kể cả từ chính sách của Bitcoin Team cũng như là chính sách pháp luật Việt Nam. Nên các bạn lưu ý điều này nhé. Rồi, kênh chúng mình sẽ vẫn tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất về việc là trao đổi hàng hóa, đổi lấy Bitcoin chứ không phải là mua bán nhé các bạn nhé. Để các bạn có thêm cái thông tin tham khảo để biết được rằng là cái sự phát triển Bitcoin như thế nào và sự đồng thuận của cái đồng Pi nó như thế nào, để anh em chúng ta có thêm thông tin tham khảo nhé. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các clip tiếp theo của kênh chúng mình.